Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha. Ngày mai em sẽ ghé công ty hoàn tất hồ sơ cho chị. Vậy thôi chị về trước ha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Ủa, Linh, phải em vậy? Ủa chị. Hồi Linh. Dạ. Lâu quá không gặp. Dạ, lâu quá mới gặp chị. Ủa, hôm nay em tới đây làm gì vậy? À dạ, tại vì em mới đi bàn việc với khách hàng á, khách vừa đi là chị tới luôn á. Ờ, đây là quán của chị. Ủa vậy hả chị? Ừ. Trời ơi, em đâu có biết đâu. Ờ, còn em bé của em khỏe không? Dạ, con của em á, nay được 4 tháng rồi chị. Trời, em biết á, bé không có bệnh giặt gì hết trơn á, nên là vợ chồng em cũng đỡ lắm chị. Em sinh em bé xong được có 2 tháng á, là em đi làm luôn rồi. Tại vì không có đủ chi phí đi lo cho bé. Chồng em cũng thất nghiệp, nhưng mà không sao. Cỡ tháng nay là chồng em cũng xin được việc rồi. Vợ ơi. Ủa anh. Ồ, dạ chị ơi, chị đợi em chút xíu nha chị. Anh đi đâu đây, sẵn con theo nữa. Ê, 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 anh. Bây giờ anh phải lên công ty. Tại vì Long nhà nó có người nhập viện. Bây giờ anh phải lên thế ca. Rồi anh ăn uống cái gì chưa? Xíu nữa anh đi rồi anh mua đại gì anh ăn. Chết bà ơi. Sao vậy? Lỡ bấm trái cửa quên chìa khóa ở nhà rồi. Trời ơi, thiệt tình anh luôn á, rồi sao vô nhà đây? Thôi, bây giờ không ấy, em ngồi đợi, đỡ đây đi. Rồi để anh lên, anh chở anh coi sao. Rồi chiều anh kêu thợ sửa lên sửa ha. Rồi. Vậy nha, gấp rồi. Anh đi cẩn thận đó. Rồi, biết rồi, có gì gọi anh nha. Rồi, em biết rồi. Rồi. Đi cẩn thận đó, từ từ thôi. Ô, nên biết con ơi. Chị à, chị ơi, ông chồng em á, ông đản trí quá, ông đi làm mà ông để quên chìa khóa trong nhà rồi. Giờ á, hai vợ chồng có chìa khóa vô nhà. Chị cho em ngồi đây á, tới chiều anh về anh ghé đón tụi em nha chị. Không có sao đâu, em ở đây tới mai cũng được mà. Có gì chị lo cho em được. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Dạ, dễ thương quá. Ôi, nên đánh con. Ôi. Trời ơi, thiệt tình cái anh này. Đi mà ẵm con theo mà không đem tả đi sửa gì cho con hết. Ôi, nín nha con. Chắc là em bé đói bụng quá nè. Dạ. Để thôi chị vô trong chị pha miếng sữa cho em bé uống nha. Ôi, dạ, em cảm ơn chị nhiều. Thôi đợi chị nha. Dạ, em cảm ơn chị. Ôi, nín nha. Ôi, nín. Ôi, nín đi con, nín. Mẹ thương nín đi con. Ô, nín đi con, nín ngoan. Ôi, nín. Ủa chị ơi, chị ăn mặc cũng lịch sự đàng hoàng lắm mà sao làm mấy cái trò kém nhân quá vậy chị? Cho con bú rồi không ở nhà đi ra đây làm chi? Ơ, anh ơi, anh thông cảm giùm tôi nha, tôi xin lỗi tại vì con tôi nó đói nó khóc quá nên là tôi mới xin lỗi anh. Ủa vậy chị làm mẹ chi vậy? Con đói thì ở nhà cho con ăn đi, đem ra quán cà phê biết bao nhiêu người. Chị không biết mắc cỡ chứ tôi mắc cỡ giùm chị luôn á. Nè anh ơi, cho tôi cắt ngang một chút xíu ha. Tôi không ngờ là ở thời buổi này là có những người suy nghĩ cổ hủ như vậy á. Thật là thiếu văn hóa anh. Chị nói đúng rồi đó. Tôi nói anh á. Ủa, mắc mớ gì tôi? Xin lỗi ha. Tôi biết là anh cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy những hình ảnh như vậy ha. Nhưng mà tôi mong anh thông cảm cho Thiên Chức một người mẹ. Một người mẹ không thể nào bỏ mặc con mình khi nó đang khát sữa được. Cô ta đã bỏ qua sĩ diện của mình để cho con bú một nơi công cộng như vậy. Mình phải đáng khen chứ, mình phải cảm thấy thương chứ. Mà tôi nghĩ hình ảnh như vậy không có ai nỡ mà thấy khó chịu đâu. Đúng không ạ? Mọi người ở đây có ai cảm thấy khó chịu không? Anh thấy không? Đâu ai thấy khó chịu đâu. Mà nếu như anh cảm thấy khó chịu thì... Xin lỗi anh. Mời anh. Dạ em cảm ơn chị nhiều nha. Em cũng xin lỗi chị, làm ảnh hưởng tới quán của chị quá à. Không sao đâu. Chị hiểu nỗi khổ của người mẹ mà. Ủa, chị có con rồi hả? Chưa. Em cảm ơn
ơn chị. Chết rồi, quên. Thôi em đang ở đây đi ha. Vợ chồng bao nhiêu vậy? Xong tự chồng đi ra chứ. Em xin lỗi cho em. Không sao đâu em, chị hiểu nỗi khổ của người mẹ. Ủa, chị có con rồi hả? Chưa. Ủa, làm mẹ làm gì? Cho con đói. Ủa. Rồi, cho con bú ăn thanh sáng được không? Telling me to run away from you. Come a little bit closer. Yeah, yeah. Come a little bit closer. Yeah. You're a little bit crazy. It's been days, but you never change. What's love got to do with it? He comes around, better not that step down. Come a little bit closer.